giận quá. Ủa bà xã, dậy rồi hả? Rồi. Ê, ngồi đi. Ngồi đây ăn sáng đi rồi đi làm. Thật sự quá vậy trời. À, đẹp anh, không? Em soạn đồ đủ cho con rồi đó. Anh đợi 15 phút nữa, anh kêu con dậy đưa con đi học giùm em nha. Chị mà mất công em vậy, cần thì nói anh soạn cho. Thôi anh soạn, bữa quên này quên kia tội nghiệp con lắm. ăn đi rồi đi làm. Ủa anh? Hả? Là cái này là anh chuẩn bị đồ ăn cho bé My luôn hả? Ừ nè, em một phần, con một phần. Anh, bữa hổm bé My nó bị dị ứng với trứng anh không nhớ hả? Không em, bữa hổm á là trứng để mấy ngày rồi, cho nên là con ăn mới bị ngộ độc, con này là anh mới làm luôn á. Không. Chắc lát nữa anh chịu khó anh cho con ăn hủ tiếu đi ha. Chứ nó ăn vậy nó ngộ độc nữa không được đâu. À thôi, anh cho nó ăn trong trường á, em gửi căng tin trường em đóng tiền ăn trong đó luôn. Thôi vậy cũng được, nhưng mà em cho anh thêm tiền đi, anh đưa con đi ăn sáng. Chứ lại đổ xăng nữa anh hết tiền. Ôi anh đừng có cho nó ăn sáng ở ngoài đường, lỡ nó có chuyện gì nữa mệt lắm. Mà anh cũng đâu cần tiền đâu, cần tiền làm gì. Đi mua này mua kia, ra ngoài chợ mua hả, rồi cái họ không biết trả giá. Mấy bà ở ngoài đó bán đồ ha, thấy mấy ông đàn ông mua thế nào cũng hả, bảo giá lên rồi hả, mắc hơn ta. Thôi hai cho con ăn đi nha. Anh ăn thôi, đừng cho con ăn, cho con ăn trong căng tin em đóng tiền vậy nha. Em ơi, nhưng mà anh bây giờ không có tiền sao sống trời. Trong bóp còn đúng tờ vé số, không mấy ra đổi lại lấy 10.000 xài được không ta? Sổ số hôm nay. Ôi trời, nó trúng rồi trời. Giải năm rồi 1.000.000 đồng. Vậy là sống rồi, sống rồi Tú ơi. Yeah, 1.000.000 đồng. Thầy không ăn thì Tú ăn. Ê, làm gì giật mình vậy hả? Hả? Làm gì hết hồn vậy mấy cha? Đi đâu vậy? Đi rình. Ý bảy. Rình gì? Ồ. Bảy gì? Tình cờ đi ngang qua căn nhà của ông thôi. Còn ông, đi đâu đây? Ừ thì... đi làm. Đi làm mới về. Nè, tôi nghi lắm nha. Nghi gì? Đi đâu? Nè. Đi làm. Bây giờ mới có 9 giờ sáng mà làm gì về sớm vậy? Ừ thì... Ủa? Quên hồ sơ. Rồi đi về lấy cái... quay trở về cơ quan liền á. Thôi đi, tôi bận lắm. Đi. Ủa vậy gì? Cái gì? Ở lại coi lấy hồ sơ. Đúng rồi. Hồ sơ chứ có phải tấu hề vui vẻ gì đâu mà coi. Đi về. Lẹ. Về đi. Về. Hey, ông có nghĩ giống tôi không? Tôi nghĩ vậy á. Nghi ngờ lắm, chắc không có đi làm đâu. Thì tôi cũng nghĩ vậy đó. Quay lại. Rồi, kiếm ai ạ? Từ từ. Tại sao lúc thấy bạn bè lại đóng cửa hả mày? Nãy mặt nội nó không có lịch sự, mà trong khi hai ông bạn mình lịch sự quá, mình phải thay đồ nói chuyện nó mới cùng đẳng cấp. Yeah. Rồi sao, có chuyện gì mà tới đây nữa? Tới đây nữa hồi nào? Tôi đứng đây từ nãy tới giờ luôn đó. Ổn dữ vậy? Tôi canh ông đó. Mà sao vậy? Đi lấy hồ sơ mà sao nãy giờ chưa ra khỏi nhà? Tại sao? Hồi sáng lấy hồ sơ cái có khách. À. Anh Tào. Tào nào đây? Tào Tháo á, anh Ví đau bụng gần chết luôn. Thiệt. Tuy nói đi đau bụng mới nhớt. Đau bụng quá. Gì vậy? Đau bụng. Vô. Đau bụng ngang ngược vậy? Ê! Nè! Vô vậy? Dạ! Ê! Nè! Ê! Không có được! Ê! Trời đất ơi! Ủa là sao vậy? Sao sàn nhà ướt vậy? Sao vậy? Rồi có cái này nữa nè. Ê!
Ông nói ông đau bụng mà tại sao có mấy cái này giống như mới vừa lau nhà xong vậy? Hồi nãy về lấy hồ sơ á. Không, cái đau bụng quá. Rồi cái đừng có nói với tôi là ông đau bụng cái nỗi mà ông không kịp, cái ông làm đầy ra cả nhà rồi giờ đi lau nguyên một cái nhà nha. Có thiệt luôn không? Không, không phải, tức là đau bụng rồi giải quyết xong rồi. Rồi cái thấy nhà dơ quá cho nên là phụ vợ dọn dẹp rồi xong rồi mới đi làm. Có ngày nào mình cũng phải làm khổ sai vậy á. Đâu có bữa nay thôi đó. Thiệt bữa nay không? Một ngày. Thiệt một ngày hơn. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Thôi đi đừng có xào. Cái gì vậy? Ủa mà nói đau bụng thì vô giải quyết đi. Đau bụng đâu vậy gì đâu? Đúng rồi. Muốn sọc vô nhà để dạch mặt kìa thôi chứ đau bụng gì. Ê đi vô coi tiếp mình biết đâu rửa chén. Trời ơi, chuyện này là chuyện bình thường. Tôi là đàn ông thế hệ mới mà. Phải giúp vợ làm những cái công chuyện nhà như thế này. Chưa hiểu đúng không? Chưa hiểu đàn ông thế hệ mới là gì đúng không? Bây giờ đi theo tôi ra quán nhậu, tôi sẽ quán triệt, sẽ tư tưởng cho mấy ông biết đàn ông thế hệ mới như thế nào. Ai trả tiền? Tôi trả đi. Đi ra ngoài coi. Lẹ đi. Đi vô coi nhà nó đi. Trời ơi. Vô. Quá đã. Coi ăn thêm gì kêu nha. Nay tôi mời. Tôi nể ông lắm luôn á. Đang trong giờ làm việc mà rủ đi nhậu vậy. Làm việc hay nhân viên giờ mới quan trọng. Với tôi nhân viên có cũng như không, không cũng như có. Nhiều lúc không biết mình có phải nhân viên không nữa. Tại mấy cha là với vị trí nhân viên nó khác. Tôi là giám đốc, thích làm thích nghỉ thôi, để nhân viên nó làm. Vô mừng giám đốc nè, vô cái mừng giám đốc nè. 1, 2, 3 vô. Ủa? Tốn. Ôi! Ơi Chiến Thủ. Ai ơi, khỏe không? Chiến Thủ. Trời, nghe nói ơi, công ty ông phá sản sau đợt dịch đầu tiên rồi mà. Mà ngại quá, lần trước ông hỏi điện thoại mượn tiền tôi không có nhà. Chắc lộn ai rồi đó, chú. Không quen biết gì đâu. Phá sản hả? Phá sản rồi. Phá sản hả? Phá sản gì đâu có. Đồng lao này, cha nội nào vô nhận bừa trên đâu có quen cha. Đi, ngồi xuống làm ly kể chuyện phá sản đi chơi. Gì vậy? Phá sản là sao? Mày bé là tiền tôi bỏ ra tôi mua cho mấy cha uống mà tôi không có mời cho nội này. Đi, vô khách con đá gãy họng mà. Đi không? Thất nghiệp là quạo. Ê, mày có chừng đá với mày. Người xá, người xá. Chứ mạo chứ. Đâu vô nói phá sản. Gãy đi. Vô, uống mừng nè, mừng phá sản đi. Cái gì vậy? Bất hẳn. Công ty tôi vẫn làm ăn đều. Mỗi ngày là doanh thu tiền tỷ. Tỷ còn mắc. Phá sản đi. Tỷ gì? Làm như tôi không biết vậy. Mấy ngày hôm nay tôi canh me không nè. Mấy ngày nay ông cứ ở nhà nè. Làm nội trợ nè. Báo hiếu vợ. Đúng rồi. Hôm qua nhà mình giờ đi tới công ty nó nhất định không cho. Đúng rồi. Mờ ám. Dễ sợ là mờ ám nè. Sao? Phá sản thì nói phá sản không ơi? Phá sản đi. Thì tôi phá sản nhưng mà tôi vẫn với cái danh nghĩa là tôi là giám đốc, phải không? Phá sản trong danh dự. Nè cái này không phải uống bia bình thường nha, cái này là uống mồ hôi, nước mắt, uống máu của tôi đó. Nói gì vậy? Ông tưởng có một mình ông phá sản hả? Sao? Giờ ông nội này nè, đó có làm ăn được gì đâu. Ôi thì... cũng ở không luôn đó. Ủa chứ cũng phá sản hả? Chưa. Đó, bảnh nhất là đây nè. Mỗi ngày mặc đồ đẹp đi dẹo qua dẹo lại, tưởng đi làm. Không có làm gì hết trơn. Thất nghiệp luôn. Ôi trời ơi. Ông là phải gọi là thất nghiệp chứ có sản đâu phá. Trời ơi, vậy là mấy cha cũng phá sản. Thôi đi nè, thôi giờ mình uống đi. Uống mồ hôi nước mắt của tôi đi nè. Mấy anh bạn ăn ké ơi. Ê, nói gì vậy hoài. Mời bạn bè ra rồi nói kiểu đó đó hả? Còn gì, giờ mấy cha có tiền không? Có tiền trả trong này đi. Mày... làm gì có. Ê, mày ngon mày. Ăn ké thì mình chấp nhận ăn ké đi. Thôi uống đi chứ về nhà ăn mì gói cũng vậy à. Ê, ê. Mà không nói phá sản thì làm lại từ đầu. Mắc cái gì mà đứt, mắc cái gì mà giấu, mắc cái gì mà lén lút. Biết lỗi ơi. Chết. Dạ con này mẹ. Ai mẹ anh? Anh là em, anh nè. Em đủ tuổi dài anh hả? Được. Vậy mà anh dẫn chứng nào tật nấy. Ngày hôm nay nha, em cho anh một lần duy nhất trong đời khai tất
tần tật hết tất cả mọi sự việc cho em để em lên báo. À không phải, ý là để em biết rõ tường tận nguyên nhân. Anh thất nghiệp mà anh giấu em. Thí dụ mà ba ông thất nghiệp đi thì bây giờ chơi với nhau, hẹn hò với nhau, bày mưu tính kế mình lập nghiệp lại, hẹn hò đi nhậu. Ừ, nhậu rồi đánh con mặt mày tay chân kìa. Bây giờ đàn ông đi nhậu đúng không? Ừ, tụi tôi giờ cực quá rồi, tụi tôi đi nhậu. Đúng rồi. Trời ơi, nhậu lên bao luôn đó, nhậu mặt bầm nè, mặt bầm luôn nè. Đừng vô nhận nha, anh xin lỗi. Tôi mặt mà anh kìa. Em ơi, anh xin lỗi, anh sai là tại vì anh có tài năng mà người ta không có trọng dụng anh đó. Anh apply vô một cái công ty nó không trọng dụng anh sai, anh xin lỗi. Nguyệt ơi, anh xin lỗi em à, sau này anh sẽ không bao giờ dám lừa dối em nửa lời nào nữa hết. Lỗi mình, anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.